Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển, Bà Rịa Vũng Tàu luôn là địa phương đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng đến mục tiêu bền vững, thông qua việc thu hút đầu tư có chọn lọc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật nhất là lĩnh vực công nghiệp, trụ cột kinh tế của tỉnh đã và đang không ngừng được chuyển đổi theo hướng công nghiệp xanh. Ghi nhận về những nỗ lực của Bà Rịa Vũng Tàu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh trong công nghiệp sẽ được chuyển tải trong gõ cửa ngày mới sáng nay. Thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường để phát triển, mà chú trọng vào mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững. Những năm qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc. Những dự án phải đáp ứng các tiêu chí như có công nghệ cao, nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, sử dụng ít năng lượng. Riêng các doanh nghiệp đang hoạt động phải dần chuyển đổi sang công nghệ sản xuất hiện đại hoặc nâng cấp dây chuyền sản xuất đáp ứng theo tiêu chí sản xuất xanh. Điều này đã giúp Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ loại bỏ được các dự án ảnh hưởng đến môi trường, mà còn tạo ra được một hệ sinh thái công nghiệp xanh có tính lan tỏa mạnh mẽ. Theo thống kê của Sở Công Thương, với hơn 8.100 dự án công nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Bà Rịa Vũng Tàu, có gần 40% đã đầu tư dây chuyền sản xuất, cơ bản đáp ứng theo tiêu chí xanh. Cùng với chính sách thu hút đầu tư, tỉnh đang triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng khu công nghiệp kiểu mẫu, khu công nghiệp thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ sự viện trợ của chính phủ Nhật Bản. Trong số 13 khu công nghiệp đang hoạt động, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 do công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư để tham gia và triển khai dự án. Hạ tầng khu nghiệp tương đối là hiện đại, do đó chúng ta thí điểm tại khu nghiệp chuyên sâu phường 3, để qua đó sau khi dự án thí điểm hoàn thành thì chúng ta nhân rộng lên thực hiện ở các khu nghiệp còn lại của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Định hướng xây dựng hạ tầng và phát triển các khu công nghiệp xanh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được nhiều doanh nghiệp đồng thuận, bởi hiện nay hầu hết các thị trường xuất khẩu đều yêu cầu khắt khe về môi trường, tiêu chuẩn phát thải nhà kính. Việc thu thập các cái dữ liệu và định lượng phát thải khí nhà kính thì có ý nghĩa rất là quan trọng với tập đoàn Hoa Sen. Qua đó là thể hiện cái trách nhiệm của doanh nghiệp với việc bảo vệ môi trường, bằng việc tuân thủ các cái quy định về phát triển bền vững nhằm đáp ứng các cái yêu cầu mới. Qua đó thì rộng đường xuất khẩu cho sản phẩm Tôn Hoa Sen đến thị trường châu Âu trong tương lai. Với mục tiêu là cắt giảm khí thải, cắt giảm phát thải CO2, thực hiện cam kết của chính phủ về trung hòa carbon trước năm 2050. Dự án chúng tôi khi xây dựng hoàn thành sẽ đạt chứng nhận công trình xanh. Đây là một trong những cái cơ sở để cho công ty chúng tôi có thể tham gia vào các dự án xanh trọng điểm của trong nước và quốc tế. Từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục bám sát quan điểm, định hướng chọn lọc những dự án sản xuất công nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, không gây hại môi trường, từ đó nâng cao chất lượng sản xuất công nghiệp của tỉnh. Đây là hướng đi bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững, dài hạn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.